Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2018 với chủ đề Cùng chung tay giữ màu xanh của biển, tỉnh Quảng Trị đã phát động và triển khai nhiều hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng đã làm lan tỏa ý nghĩa của tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2018, góp phần nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, hệ thống chính trị và từng người dân về công tác quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Là một tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ với chiều dài bờ biển khoảng 75 km và đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, nhất là du lịch, đánh bắt hải sản, giao thông đường biển. Tỉnh Quảng Trị cũng đã được chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển khu kinh tế Đông Nam, tuyến du lịch Cửa Việt, Cồn Cỏ và kêu gọi nhiều nhà đầu tư để phát triển khu du lịch Cửa Việt, Cửa Tùng. Những lợi ích về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa xã hội đã thấy rõ, nhưng bên cạnh đó là lo ngại, thách thức về quản lý bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường nói chung, môi trường biển nói riêng cần phải hết sức được quan tâm. Các hoạt động hướng về môi trường nói chung và môi trường biển, đảo nói riêng sẽ mang lại ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường tại Quảng Trị. Khởi đầu cho chuỗi hoạt động hướng về tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới năm 2018, tỉnh đoàn Quảng Trị đã phối hợp với huyện Triệu Phong tổ chức lễ phát động chiến dịch Biển Việt Nam Xanh tại bãi tắm Nhật Tân, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong. Chiến dịch Biển Việt Nam Xanh năm 2018 với thông điệp làm sạch biển và phục vụ mục tiêu phát triển du lịch lâu dài. Hoạt động này thu hút sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, nhân dân, đoàn viên thanh niên của huyện Triệu Phong cùng chung tay làm sạch môi trường biển. Chiến dịch Biển Việt Nam Xanh tổ chức trong năm 2018 nhằm mang đến thông điệp không chỉ là làm sạch biển mà còn làm sạch biển vì du lịch, sạch biển vì bền vững. Chương trình tại Quảng Trị được tổ chức đồng loạt tại Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Cửa Việt, huyện Giao Linh, Hải An, huyện Hải Lăng và Nhật Tân, huyện Triệu Phong. Hoạt động làm sạch biển có sự chung tay của hàng ngàn thanh niên tình nguyện tham gia dọn sạch biển và sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân từ thiện vì một môi trường biển xanh, sạch và bền vững. Ban thường vụ huyện đoàn đã tích cực chỉ đạo các cơ sở đoàn trong toàn huyện tổ chức các cái hoạt động, và đặc biệt điểm nhấn của cái thời gian hoạt động này là việc huy động lực lượng và tổ chức đoàn viên thanh niên của tất cả các cơ sở đoàn trong toàn huyện về với biển Triệu Lăng để tổ chức cái lễ phát động biển Ngày Biển Việt Nam Xanh, để ra quân hải làm sạch biển và các hoạt động bổ trợ về vệ sinh môi trường. Qua đó giúp cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường sống và vận động nhân dân tích cực bảo vệ môi trường, và chỉ một hành động nhỏ, một công việc nhỏ, một ý nghĩa nhỏ là góp phần bảo vệ môi trường Việt Nam xanh sạch đẹp. Điểm nhấn của hoạt động chung tay giữ màu xanh của biển tại Quảng Trị đó là các hoạt động hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới diễn ra sôi nổi tại Cửa Việt với sự tham gia trực tiếp của khoảng 2.000 người. Cùng tham gia chiến dịch làm sạch biển, thu gom, xử lý chất thải ven biển và đảo Cồn Cỏ. Ký kết chương trình phối hợp liên ngành về bảo vệ tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2023. Bên cạnh đó, các chương trình hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực đã diễn ra như tặng quà cho các học sinh ở vùng biển, thùng đựng rác cho các huyện ven biển. Không chỉ làm sạch biển trong một ngày, mà quan trọng hơn, những hoạt động như thế này đã lan tỏa đến từng người dân niềm tự hào về biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để từ đó có ý thức bảo vệ môi trường, tôn vinh những giá trị của đại dương, phát triển kinh tế biển bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thực hiện cái kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh thì Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường đã chủ động tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng cái tuần lễ biển hải đảo Việt Nam năm 2018 với chủ đề là hãy chung tay bảo vệ biển xanh. Thì Sở Tài nguyên Môi trường đã
trong đó chỉ rõ các cái nội dung hoạt động. Thứ nhất là làm tốt công tác tuyên truyền, thứ hai là để làm sao đó nhân rộng ra mô hình các cái mô hình thông tin truyền thông, đặc biệt là sự tham gia của các lực lượng như đoàn thanh niên, các cái tổ chức hội đoàn thể thuộc mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo cụ thể cho các ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố tham gia các cái hoạt động cụ thể để trong cái vấn đề vệ sinh môi trường vùng ven biển, đồng thời lồng ghép với cái ngày môi trường thế giới năm 2018. Đặc biệt là sự tham gia của lực lượng đoàn viên thanh niên trong những ngày vừa qua trên cái bờ biển của tỉnh Quảng Trị đã làm cho màu xanh của biển tốt hơn, và đặc biệt là vấn đề hạn chế túi ni lông như theo chủ đề, cũng như là người dân và du khách cũng giảm bớt cái vấn đề sử dụng túi ni lông trong cái hoạt động của mình. Thông qua các hoạt động hưởng ứng từ các địa phương, đặc biệt là vai trò của các đoàn thể cũng đã tích cực vào cuộc. Dọc bãi biển Quảng Trị, từ Vĩnh Linh đến Hải Lăng gần 75 km, rác thải đã được thu gom bằng sự chung tay của các bạn đoàn viên thanh niên, trả lại bãi biển xanh, sạch và đẹp. Các hoạt động này càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi biển Quảng Trị đang phục hồi sau sự cố môi trường biển năm 2016. Qua đó, làm cho du khách gần xa có thể tin tưởng, yên tâm khi đến với các bãi biển tại Quảng Trị. Cùng với các địa phương ven biển miền Trung, người dân Quảng Trị cũng phấn khởi bắt tay vào thi đua lao động sản xuất trên vùng biển quê hương. Ủy ban nhân huyện phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức cái lễ phát động chiến dịch biển Việt Nam xanh. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, và thông qua cái hoạt động này chúng tôi làm tốt hơn, giao trách nhiệm cho tuổi trẻ huyện nhà làm tốt công tác tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, các đội ngũ thanh thiếu nhi và đặc biệt là bà con nhân dân trên toàn địa bàn huyện và đặc biệt là các xã vùng ven biển sau cái sự cố môi trường biển. Và hiện nay biển Triều Phong rất xanh, rất đẹp, và không những làm sạch biển để giữ vững môi trường biển bền vững mà còn là phục vụ cho cái biển du lịch của trên địa bàn tỉnh nhà nói chung và bãi tắm Nhật Tân của huyện Triều Phong nói riêng. Huy động được sự chung tay vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường biển là một thành công lớn của Quảng Trị trong việc cùng với cả nước giữ gìn màu xanh của biển. Sự vào cuộc của người dân cho thấy ý thức của họ đã thực sự thay đổi trong công tác bảo vệ môi trường sống của chính mình và bảo vệ môi trường chung của cộng đồng. Với cái tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng chung, cho nên làm những cái khu vực công cộng, đặc biệt là bãi tắm cộng đồng ở xã Trung Giang, thì qua đây để giáo dục ý thức cho mỗi một cái cán bộ hội viên cũng như toàn thể bà con là nâng cao cái trách nhiệm của mình khi ông xả rác bừa bãi, là đảm bảo môi trường chung và đảm bảo cái cuộc sống bình yên. Thông qua việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm nay với chủ đề Giải quyết ô nhiễm từ nhựa và ni lông, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2018, các đơn vị cũng đã khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của người dân và cộng đồng. Khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa, không thải rác thải nhựa ra môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững và quản lý thống nhất cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, lên án những cá nhân tổ chức có hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường nói chung và biển đảo nói riêng, khuyến khích việc trồng thêm cây xanh, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện từng địa phương và các hội đoàn thể. Vấn đề quan trọng đó vẫn là đảm bảo cho môi trường xanh, sạch đẹp và bền vững. Nội dung hết sức quan trọng đó là chính là làm tốt công tác tuyên truyền và đưa ra những cái kế hoạch cụ thể để đưa cái luật tài nguyên môi trường biển cùng các cái quy định pháp luật khác liên quan về biển đảo vào để trong cuộc sống của người dân, đặc biệt là vấn đề khai thác hợp lý nguồn tài nguyên môi trường biển đảo, đồng thời gắn với vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương, góp phần thực hiện cái nhiệm vụ xây dựng phát triển đất nước, đồng thời là bảo vệ chủ quyền đất nước. Toàn hệ thống chính trị sẽ nỗ lực mạnh mẽ hơn để tinh thần hưởng ứng của các cấp ngành trong tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường Thế giới hàng năm không chỉ dừng lại ở những đợt ra quân, các dịp lễ phát động mà phải được duy trì thường xuyên trong ý thức, trong sinh hoạt, sản xuất của mỗi người dân. Bởi đây là việc làm hết sức ý nghĩa, cần thiết nhằm góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn màu xanh của biển, tôn vinh những giá trị to lớn mà biển và đại dương mang lại cho con người.